Rồi và bây giờ mình sẽ đưa cái phần trứng này ra ngoài dĩa để mình dọn ăn luôn nha. Wow, rất đẹp luôn ha. Thế là chỉ sau khoảng cỡ 10 phút thôi các bạn, từ lúc mà mình đập trứng ra để mình làm khoảng 10 phút thôi là mình đã có được một món ăn dễ làm mà rẻ tiền nữa mà ăn ngon. Nguyên liệu để mình làm món trứng chiên với nước mắm thì ở đây mình có 5 cái trứng vịt nè. Trước khi làm thì mình rửa cho vỏ nó sạch sẽ nha. Rồi mình có một ít hành lá cắt nhỏ, hành tím mình băm nhỏ. Và bên này những cái gia vị thì mình có một muỗng tròn nước mắm, mình sử dụng cái muỗng này để mình đong nè các bạn. Rồi ở đây là một muỗng tròn đường, và ở đây là một muỗng tròn tương ớt nha. Mình đập trứng vô một cái tô nha. Rồi mình đánh cho nó tan. Mình cũng cho cái hành lá này vô nữa để mình đánh chung nha. Mình bật bếp lên, mình bắt lên đây một cái chảo và mình cho cái lượng dầu ăn nó cũng nhiều nhiều một xíu nha. Khi mình thử mình thấy nó đã tăm tăm sôi lên rồi nè. Mình sẽ đổ trứng lên, mình chiên cho trứng nó chín nha. Dàn trứng ra. Mình chiên với lửa nhỏ thôi nha. Và mình đậy nắp vô để cho nó mau chín nha. Sau khi mình chiên trứng nó đã chín được một mặt đó các bạn, thì mình trở mặt kia lại nha. Mình dùng cái sẻ này. Rất là đẹp luôn ha. Rồi và mình sẽ chiên để cho cái mặt kia nó cũng được chín vàng như mặt bên này nha. Rồi và sau khi mà mình trở cái mặt trứng lại á, được khoảng vài phút á, thì mình tắt bếp nha. Và mình sẽ đưa cái phần trứng này ra ngoài dĩa này. Rồi mà khi mà mình làm xong thì cái lượng dầu ăn nó vẫn còn này, thì mình bật bếp lên lại nha. Và dầu ăn nó đã sôi lên lại rồi thì mình sẽ cho cái phần hành tím mình băm nhỏ vô này để mình chiên cho nó thơm nhé. Khi hành tím nó đã thơm rồi thì mình cho những cái gia vị này vô nè, nước mắm này, đường. Tương ớt. Và mình cũng cho vô đây khoảng một muỗng nước lọc nữa nha. Và mình sẽ nấu để cho cái nước sốt này nó tan đường hết ra. Sau khi đường nó đã tan ra hết rồi ấy, thì mình sẽ cho cái phần trứng khi nãy mình mới đúc lên đó các bạn. Để mình rim nha. Mình sẽ dùng cái muỗng để mình múc cái phần sốt á, mình cho nó lên trên mặt nữa nha. Vì cái phần sốt này của mình nó cũng hơi đặc ha. Ngon lắm này các bạn.
Rồi khi mà mình sốt ở trên bếp một chập thì cái nước sốt nó đã cạn cạn rồi này các bạn. Rồi như vậy là xong rồi nè. Rồi mình tắt bếp nha. Rồi và bây giờ mình sẽ đưa cái phần trứng này ra ngoài dĩa để mình dọn ăn luôn nha. Wow, rất đẹp luôn ha. Thế là chỉ sau khoảng cỡ 10 phút thôi các bạn, từ lúc mà mình đập trứng ra để mình làm khoảng 10 phút thôi là mình đã có được một món ăn dễ làm mà rẻ tiền nữa mà ăn ngon. Mến chào các bạn nha.